Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay công ty DTS xin giới thiệu đến mọi người một dòng sản phẩm máy in cực kỳ nhỏ gọn, một dòng sản phẩm máy in mới ha, đến từ hãng HP, có mã là HP Laser 108A. Và sau đây thì mình sẽ khui thùng và cũng như là hướng dẫn mọi người lắp đặt ha. Rồi, đây là sau khi mà mình đã khui thùng ra ha, thì cái máy cực kỳ nhỏ gọn luôn. Thì máy in 108A này thì có chức năng là in một mặt ha, và in bằng USB. Rồi, thì bên trong máy sẽ gồm có một số thứ như là sách hướng dẫn nè, dây nguồn, dây tín hiệu USB ha, và một đĩa cài đặt driver. Rồi thì sau đây thì mình sẽ gỡ siêu hết trên máy ha. Đây nó có những cái siêu xanh này, mình gỡ ra hết ha. Rồi sau đó thì mình sẽ bật cái nắp máy lên và mình gỡ những cái siêu còn lại ha. Đây là bên trong của máy nè. Rồi bên trong thì sẽ có sẵn một cái hộp mực theo máy luôn. Đây, mình sẽ quay cho mọi người thấy nè. Đó, khi mà mình mua máy thì bên trong máy nó sẽ có sẵn một hộp mực như thế này ha. Rồi, mình gỡ hết những cái siêu này ra. Rồi, và mình lấy hộp mực ra ha. Thì đối với dòng máy HP 108A này thì nó sử dụng cái mã mực là HP 110A ha. Thì theo như thông số của hãng đưa ra thì hộp mực này in được tối đa là 1.500 trang với độ phủ là 5% ha. Và cái máy in này công suất in tối đa một tháng là 10.000 trang ha. Rồi, và mình sẽ lấy cái tiếp theo là mình sẽ lấy cái siêu cam này ra và mình lắp lại hộp mực ha. Rồi, lúc nãy mình tháo ra như thế nào thì giờ mình lắp lại như vậy ha. Rồi, mình gắn mạnh vào. Rồi, sau đó thì mình đóng nắp máy ha. Rồi, ở phía trước này là cái khay giấy ha. Và ở bên tay phải mình nó có cái kẹp á, để mình tăng chỉnh giấy ha. Và máy này, đối với máy in này thì khổ tối đa là A4 và khổ tối thiểu là A5 ha. Đối với khay giấy này thì mình có thể để là 1.000 tối đa là 150 trang giấy ha, 150 tờ giấy. Đây, ví dụ như A4 thì mình có thể là để vào đây và mình tăng chỉnh cho nó sát lại ha, cho nó ngay giấy lại. Còn cái chỗ mà ra giấy này thì nó có thể chứa tối đa là 100 tờ ha. Rồi đây mình cũng ví dụ cho mọi người thấy là mình để A5 nè. Rồi như giấy A5 mình để đây nè. Và mình sử dụng cái kẹp ở bên tay phải nè ha. Rồi bên phía tay phải nè, mình kẹp cho nó sát lại. Như vậy là chúng ta đã sử dụng được khổ A5. Còn nếu mà mình xài khổ A4 thì mình kéo hết về bên phải ha, và mình để A4 vào thôi. Rồi sau khi mà mình đã bỏ giấy vào rồi thì mình tiến hành cắm nguồn và dây tín hiệu cho máy in ha. Rồi, ở đây là mình quay ra phía sau máy ha. Rồi tiếp theo thì mình cắp nguồn nè. Đó, thì chuông nguồn nó sẽ có hai đầu ha, một đầu thì mình cắm vào điện, còn một đầu thì mình cắm lại phía sau lưng máy nè. Rồi, và sẽ dây USB cũng vậy ha. Sợi dây tín hiệu thì nó sẽ có hai đầu ha, một đầu là đầu như này thì mình sẽ cắm vào máy in, còn như USB thì mình cắm vào máy tính ha. Đây mình sẽ cắm cái đầu vuông này vào máy in nè, và đầu còn lại thì mình sẽ kết nối với máy tính hoặc laptop ha. Rồi đây, như đây là mình đã xong rồi nè, mình đã lắp đặt xong. Và tiếp theo thì mình sẽ mở nguồn ha. Rồi sau khi mình nhấn nút nguồn một lần thì mình sẽ đợi cho máy nó khởi động ha.
Rồi đối với máy mới thì mình đợi tầm khoảng 10 đến 20 giây ha, để cho máy nó chạy, nó khởi động để nó nhận mực á. Rồi, và đầu còn lại thì USB thì mình sẽ cắm vào laptop ha, hoặc là máy tính bàn ha. Rồi, đối với máy HP108A này thì mình sử dụng từ Win 10 trở lên ha. Rồi, và như vậy chúng ta đã hoàn thành các bước lắp đặt.